Và bây giờ xin mời các bạn nghe theo phần thứ hai, Nhật ký hành quân của Huy Văn, bên dòng Tịnh Yên. Vẫn là kiểu tập trung các họng cối để phủ đầu, nhưng lần này chúng tập trung vào núi một nhiều hơn. Cũng nhờ có thanh máy bây giờ đang ở cạnh đại quý vương, nên tin tức từ đại đội đều được phát thanh cho chúng tôi đều đặn. Đại khái là nhờ có chuẩn bị nên lần này đại đội không hề hấn gì sau trận phục kích lúc hừng đông. Ngược lại, Vân Vũ còn giao cho Thiếu Quý Lợi để ý sát nút động tĩnh dưới Khương Quế và chốt địch tại ngọn đồi sát bên tỉnh lộ 537. Cuộc giao tranh tại phòng tuyến của liên đoàn còn đang diễn ra ác liệt thì bất ngờ có thông báo của đại đội là A-37 sẽ oanh kích Khương Quế và ngọn đồi khả nghi chúng tôi mới thám sát hôm qua. Chỉ sau một thời gian ngắn là hai chiếc khu trục A-37 thay nhau lướt qua đầu chúng tôi để dội bom xuống khu làng dưới khúc sông Tịnh Yên. Xa quá không thấy được gì ngoài trừ sau tiếng bom nổ là những cụm khói lửa bốc cao lên nghi ngút. Ngay sau đó là từng tràng pháo binh trải đạn vào những vị trí khả nghi của địch, hay những nơi chiếc L-19 chỉ điểm tại các dãy Vân Chi và khu vực nằm giữa Kỳ Vĩ và Hòa Châu. Đạn dược đang trong tình trạng khan hiếm, nơi đâu thì không biết, chỉ cần căn cứ vào những tiếp liệu vừa qua và yểm trợ của sư đoàn 3 bộ binh, thì không cần viện binh, liên đoàn 12 biệt động quân cũng đủ sức đối đầu với địch nhờ vào sự giúp sức tối đa của không quân và pháo binh ngay từ ngày đầu nhập trận. Tình hình trong lúc này cho thấy liên đoàn đã có nắm rõ ý định của địch, thành phần chủ lực của chúng từ thung lũng Quế Sơn lén vượt qua đập trữ nước Khê Cống để tấn công trực tiếp tiểu đoàn 21 biệt động quân và khóa đuôi liên đoàn tại cầu Phú Đa ngay trên tỉnh lộ 537. Đồng thời, chúng cũng uy hiếp quận lỵ Đức Dục do tiểu đoàn 39 biệt động quân trấn giữ, với sự phụ trợ của trinh sát sư đoàn 3 bộ binh đóng trên đỉnh Lôi Giáng, bằng cách trải chốt dọc theo con lộ và trong các khu làng Phương Quế, Phường Ranh, ngay dưới chân của dãy Dương Côi. Lần này thì địch đã không thể lấy thịt đè người mà chỉ làm mồi cho phi cơ và pháo binh tha hồ oanh tạc. Chỉ trong ngày này thôi, theo lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, không quân Đà Nẵng đã thực hiện 67 phi vụ để dừa, giải tỏa áp lực địch chung quanh bộ chỉ huy liên đoàn 12 biệt động quân tại khu vực sân bay An Hòa, đồng thời tiêu diệt các ổ cao xạ 37 ly của trung đoàn 573 phòng không và các họng súng thuộc trung đoàn 572 pháo trong vùng núi Hoàng Vung và đập Khê Cống. Ngoài ra, liên đoàn cũng được sự yểm trợ tối đa của tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh về mọi mặt, đặc biệt là pháo binh với các pháo đội 175 ly và 155 ly đặt tại cầu Giao Thủy, cộng với pháo binh 105 ly diện địa trong vùng Đại Lộc Đức Dục, cùng với một chi đoàn chiến xa E-113 của thiết kỵ 11 tăng phái từ lúc biệt động quân chính thức nhập trận hôm 25 tháng 7 năm 1974. Nói chung thì tình hình trong khu vực của tiểu đoàn 37 biệt động quân vẫn còn yên ổn suốt mấy ngày qua. Trong khi đó thì trận chiến tại phi đạo An Hòa, nơi đặt bản doanh của liên đoàn 12 biệt động quân vẫn giữ mức ác liệt như lúc khởi đầu. Địch dồn hết mọi nỗ lực để tấn công vào bộ chỉ huy của đại tá Trần Kim Đại và nhiều lần dùng tới AT-3 để uy hiếp các thiết vận xa E-113 hay nhắm vào các công sự chiến đấu quanh bộ chỉ huy liên đoàn. Từ trên cao nhìn xuống thì AT-3 trông như một cánh chim nhấp nhô uốn lượn theo địa hình của phần đất giao tranh, rồi cắm thẳng vào tuyến của tiểu đoàn 21 biệt động quân. Khoảng cách khá xa nên không rõ thiệt hại sau tiếng nổ ra sao. Nhưng mặc cho AT-3, sơn pháo 122 ly không giật 75 ly, hay những loại cối có dòng dập phủ chụp trên phòng tuyến của biệt động quân tại khu kỹ nghệ và phi trường An Hòa, mặc cho những đợt tấn công biển người của cộng quân, khoảng trống trong khu vực đóng quân của bộ chỉ huy liên đoàn vẫn thường xuyên có trực thăng lên xuống, chiếc nào lo việc tải thương, chiếc nào là CNC của tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, chiếc nào thả trung tướng Ngô Quang Trưởng xuống để bị tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1 trực tiếp theo dõi các trận đánh, bóng người li ti chạy qua chạy lại sau màn bụi khói và những đất đá tung tóe tạo thành một bức tranh linh động không có kịch bản cine nào diễn đạt được. Chúng tôi vừa đề cao cảnh giác vừa theo dõi diễn tiến của trận đánh dưới khu kỹ nghệ An Hòa, tình hình trên Kỳ Vĩ và Dương Côi yên lặng khác thường.
vì mấy hôm rồi không thấy địch chiêu cố đến. Ngoại trừ những đợt pháo kích ào ạt bằng đạn súng cối, còn đang bán tính bán nghi về ý định của địch thì sân chậu trao máy cho tôi để gặp Vương Vũ. Sau những lời dặn dò thường lệ, Đại quý Vương nghiêm giọng báo tin Thường Đức vừa bị trung đoàn 29 của sư đoàn 324 Cộng sản Bất Việt tấn công, và Đà Nẵng cũng đang bị pháo kích lẻ tẻ. Như vậy là địch tung hơn 4 sư đoàn chính quy vào hai trọng điểm miền núi, vốn là miền ngoại vi của Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Nông Sơn đã mất, Thường Đức và cả phía đông bắc của quận Đức Dục cũng đang bị tấn công dồn dập. Địch chọn sân chơi, ta cạn láng trừ bị. Chiến trường Quảng Nam bây giờ chỉ còn trông đợi vào sự quyết tâm tử chiến của sư đoàn 3 bộ binh và liên đoàn 21 biệt động quân, đơn vị tổng trừ bị cơ hữu của quân đoàn 1 và quân khu 1. Bỗng nhớ tới lời nói của một bạn khóa 58 rừng núi Sình Lầy lúc chúng tôi sắp ra đơn vị. Nếu mày được về tiểu đoàn 79 biệt động quân thì sẽ tha hồ ngắm sân nữ để làm thơ. Số mạng do trời định phận nên tôi về liên đoàn 12 biệt động quân, một đơn vị tiếp ứng và cũng là đơn vị tổng trừ bị cho cả quân khu, thay vì được phân phối về tiểu đoàn biên phòng, đúng là ý trời. Từ thứ Tư 31 tháng 7 đến Chủ nhật 4 tháng 8 năm 74, chiến trường quanh khu Kỷ Nghệ An Hòa lắng dịu bất ngờ sau những ngày chạm súng khốc liệt. Toàn bộ khu vực quanh quận lỵ Đức Dục cũng bỗng nhiên im lặng sau hai ngày kịch chiến với trung đoàn 36 Cộng sản của tiểu đoàn 39 biệt động quân, do thiếu tá Hồ Văn Hạc, khóa 19 võ bị chỉ huy. Không khí nặng nề y hệt như lúc chúng tôi mới nhập trận. Lợi dụng lúc đang yên tĩnh, Đại quý Vương lại cho lệnh lục soát các nơi khả nghi, đồng thời thám thính lần nữa chốt địch dưới tỉnh lộ và khu làng chài Hương Quế. Lần này trung đội chúng tôi không theo lối cũ mà vòng hẳn qua bên sườn phía bắc của núi 1, để vừa tiết kiệm thì giờ vừa có thể quan sát động tĩnh của địch bên sườn phía đông của dãy Kỳ Vĩ. Tuy nhiên, khi vừa chọn được một vị trí ém quân lý tưởng chỉ cách chốt địch một thung lũng rộng, nhưng nông sâu chưa rõ thì có lệnh của Vương Vũ cho trung đội bẻ hướng vòng qua phía bắc để thám sát địa thế của khu vực trảng tranh ở lưng chừng triền núi 1. Nhìn trên bản đồ thì mục tiêu đó đã nằm cạnh con đường huyết mạch từ Đức Dục dẫn vào Nông Sơn và cách tuyến phòng thủ của trung đội 2 chừng một tầm trực xạ của M79. Thằng Hương Giang đã dẫn gia đình đi tìm hắn rồi. Cứ tới đó xem sao rồi về nhà cho tao biết ngay. Bằng ngụy thoại, Đại quý Vương cho biết là trung đội 2 của Lê Văn Hữu đã hạ sang để thám sát tỉnh lộ. Như vậy thì kẻ ở trên núi, người phía dưới đường. Chúng tôi đang tiến dần vào khu vực trải quân của địch tại khúc sông Tịnh Yên. Sau khi nghe báo cáo về tình hình yên tĩnh nơi trảng tranh và vị trí ém quân để quan sát mà chúng tôi vừa tìm được, thì trung đội được lệnh nằm tại chỗ để chờ Thiếu Quý Lợi dẫn trung đội 3 của TV Nguyễn Thanh Vân đến bắt tay chúng tôi. Người đại đội phó hài lòng ra mặt khi nhìn thấy địa thế lý tưởng để vừa quan sát động tĩnh dưới làng, vừa theo dõi chốt địch bên kia núi. Địch rõ ràng là ở không xa, nhưng vì sao không tìm cách tấn công tiểu đoàn 37 biệt động quân chúng tôi, mà chỉ dùng sơn pháo và cối đủ loại để phủ đầu? Đại quý Vương giải thích. Chúng nó biết mình đã lên núi, nên chỉ lo khóa đuôi bộ chỉ huy liên đoàn dưới khu Kỷ Nghệ An Hòa. Nếu ông già bể tuyến thì coi như cả tiểu đoàn mình thành cá nằm trên thớt, bọn nó muốn làm gì thì chả được. Nhưng ông già không bậy tuyến mà ngược lại, đại tá Trần Kim Đại đã tận dụng khả năng tác chiến thần tốc của tiểu đoàn 39 biệt động quân để bẻ gãy hai đợt tấn công của trung đoàn 36 độc lập. Tại quận lỵ Đức Dục trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, rồi sau đó sát cánh với tiểu đoàn 21 biệt động quân của thiếu tá Nguyễn Văn Long phản công và truy quét lực lượng địch thuộc tiểu đoàn 10 đặc công và thành phần còn lại của sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt trong những ngày tiếp theo. Mãnh hổ đầu đàn của liên đoàn 12 biệt động quân đã khẳng khái trả lời tướng Hinh là ông chỉ cần được tiếp tế đạn dược đầy đủ, kịp lúc và được phi cơ và pháo binh yểm trợ bất cứ khi nào ông cần đến. Tướng Hinh đã giữ lời, nhờ vậy sau gần 2 tuần bị các đơn vị chính quy Cộng sản gồm các trung đoàn 1, 31, 38 của sư đoàn 2 Cộng sản
thay nhau tấn công. Đại tá Trần Kim Đại vẫn còn vốn để chơi xả láng với quân địch, đó là tiểu đoàn 37 biệt động quân. Số thương vong của cả bốn đại đội tác chiến hầu như không đáng kể sau những trận mưa pháo của địch ngay từ khi mới vào vùng cho đến những ngày gần đây. Áp lực của địch tại khu Kỹ Nghệ và quanh quận Lỵ An Hòa đã không còn. Đường vào Nông Sơn theo lệnh của quân đoàn nay đã có thể thực hiện bằng bước đầu dọ dẫm. Dựa vào tin tức tình báo và qua quan sát thám thính của các đơn vị, liên đoàn quyết định giao cho tiểu đoàn 37 biệt động quân tấn công xuống Khương Quế và dọc theo tỉnh lộ 537 trong đêm về sáng của ngày Chủ nhật 4 tháng 8 năm 74. Thế là cả đại đội 3 tráo tiết chuẩn bị. Xét về vị trí thì đại đội 2 của Trung Quý Hiền trực diện cái gai khó nuốt nhất, cao điểm 238 trên dãy Kỳ Vĩ. Nhưng địa thế thật hiểm trở và núi rừng trùng điệp khó có thể điều động quân vượt núi băng rừng và không rõ tình hình trải quân của địch trên đó ra sao. Nên đại đội 3 lãnh ấn tiên phong để gỡ chốt địch rồi men theo đường lộ tiến dần về hướng Nông Sơn. Coi như đây là trận đánh thăm dò, nên chỉ có đại đội 3 của chúng tôi lâm trận, các đại đội khác vẫn án binh bất động. Việc chuẩn bị bao gồm kế hoạch thả trung đội 2 của Lê Văn Hữu xuống tỉnh lộ để bố trí cặp theo chân núi, để vừa làm trừ bị vừa sẵn sàng tấp vào làng chài khi tình hình cho phép. Trung đội 3 sẽ dựa vào địa thế rậm rạp của thung lũng giữa núi Mộc và chốt địch tại mỏm núi Khương Quế để tìm lối tiến sát mục tiêu, nằm chờ lệnh tấn công. Trung đội 1 sẽ di chuyển vòng lại triền dốc đã thám sát trước đây để từ đó làm tuyến xuất phát. Hiệu lệnh tấn công sẽ là trái đạn sáng của cối của đơn vị bắn ngay vào lúc pháo binh diện địa từ cầu giao thủy chấm dứt tác xạ vào làng chài và trên mục tiêu. Tùy theo địa hình và vị trí của từng trung đội mà bắt đầu di chuyển, để tất cả đều sẵn sàng tại vị trí tác chiến trước 4 giờ sáng. Thời gian chờ đợi nào cũng dài lê thê, nhất là khi biết sắp sửa lăn xả vào lửa đạn càng làm tâm trạng thêm phập phồng. Hình như ai nấy đều nhai vội nuốt nhanh trong bữa cơm chiều để chuẩn bị thật chu đáo cho việc đột kích trong đêm. Nhưng ngay trước nửa đêm thì Đại Quý Vương gọi máy báo tin hủy bỏ lệnh đột kích. Tuy vậy toàn thể đại đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào. Một lần nữa chúng tôi khựng lại ngay khi mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó. Lần này Đại Quý Vương cho biết không cần đánh chốt vì nhiều lý do, nhưng điểm chính là mình không nắm chắc thành phần trừ bị của chúng và có phải là kế nghi binh để dụ ta vào sâu hơn nữa hay không, khi mà bỗng dưng địch im re không có chút động tĩnh, kể cả pháo kích quấy rối cũng không có. Chúng tôi bớt căng thẳng nhưng vẫn cẩn mật đề phòng như thông lệ. Nói gì thì nói, đêm nay trăng sáng như treo đèn, mà đêm trăng sáng thường là đêm không ngủ hoặc khó ngủ của người lính trận. Thứ hai, 5 tháng 8. Đêm qua nhanh vì hầu như ai cũng mất ngủ vì bị đặt vào tình trạng ứng chiến. Mặt trời chưa ấm nắng thì Đại Quý Vương chuyển tin của liên đoàn cho hay sẽ có A-37 từ Đà Nẵng vào oanh kích khu làng chài và vùng đồi kế cận, để moi các đơn vị của địch có thể đang ém quân trong các vùng đồi lân cận và ngay cả dưới làng. Đây là một nghĩa cử thật cao đẹp của quân đoàn khi quyết định chia bớt phần yểm trợ cho Thường Đức, vốn đang trong tình trạng nguy kịch, qua bên chiến trường Nông Sơn, Đức Dục. Khi chúng tôi an định vị trí, thì cũng vừa lúc hai con chim sắt từ hướng chính đông bay lướt qua đầu rồi thay phiên vòng lại thả từng trái napalm và bom nổ xuống khu làng trong rất bình yên nằm đang khoe màu xanh thẳm dưới ánh nắng ban mai. Một chiếc dội bom xuống làng, chiếc kia làm cỏ ngọn đồi có chốt địch và những đồi bên cạnh. Hai cánh taxi biết bay này vừa làm xong nhiệm vụ thì hai chiếc khác đã có mặt trên vòm trời tĩnh yên để làm thêm một cú ngoạn mục y hệt như trong cine. Khi cảnh sát vừa rời vùng, chúng tôi nhận lệnh tấn công ngay lúc khói lửa còn đang nghi ngút. Trung đội 3 của Nguyễn Thanh Vân chiếm chốt rồi nằm trên đó làm trừ bị, đồng thời có trách nhiệm trong chừng động tĩnh của địch ở hướng Nông Sơn để chúng tôi từ trên sườn núi Mộc đâm thẳng xuống Khương Quế, rồi bẻ góc qua hướng Tây đến bờ sông Tịnh Yên. Cùng lúc đó thì Thiếu Quý Lợi dẫn trung đội 2 của Lê Văn Hổ băng qua tỉnh lộ để thọc sâu vào bên kia bìa làng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là nhà thì trống không,
nhưng ngoài sân hay lẫn trong bụi lùm vườn tược thì đầy dấu vết có người ăn ở lộ thiên. Rõ ràng đây là một loại tổng hành dinh kim trạm xá giả chiến với giao thông hào chằng chịt đó đây. Từ trên cao không thể có ống dòm hay mắt thần nào có thể thấy được hầm hố được đào thật sâu và thật rộng, ngay dưới các lũy tre già rậm rạp mọc khắp nơi trong làng. Bông gòn bê bết máu vương vãi khắp nơi, chai lọ cùng những dụng cụ trợ y còn nguyên trong các hộp đựng. Trong những ngôi nhà cháy rụi còn dấu vết của những giường tre, có thể là giường bệnh cùng những lọ huyết thanh truyền dịch chưa xài hết, đã phải bỏ lại trước khi tháo chạy. Địch đã dùng giao thông hào làm nơi dưỡng thương cho thương binh loại nhẹ, bằng cách trải chiếu và vải ni lông che trên lót dưới. Toàn bộ khu làng chài Trù Phú trở thành một trạm hậu cần kim trạm xá chỉ trong vòng 3 tuần lễ, tính từ khi địch tấn công vào Nông Sơn vào ngày 17 tháng 7 năm 1974. Cho thấy lực lượng của địch quả đã có thể chiếm lấy Đức Dục nếu như Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 bộ binh không kịp vào tiếp chiến. Địch đã rút lui từ lúc nào không biết, nhưng chắc chắn phải chịu tổn thất nhân mạng là cái chắc, vì vết máu chưa kịp khô còn động lại đó đây trên chiếu, trên các gốc tre và cả trên các bờ dậu. Chúng tôi lần theo bờ sông để tiếp tục lục soát về hướng đầu làng, tức qua khỏi eo núi dưới chốt của trung đội 3, thì có lệnh của thiếu úy Nguyễn Văn Lợi, đại đội phó, cho dừng quân để bố trí lại đội hình. Coi như trung đội 3 của Nguyễn Thanh Vân là mắt thần quan sát cho chúng tôi từ trên mỏm núi, còn dưới làng thì có trung đội 1 lập chốt bảo vệ cho trung đội 2 và toàn bộ thành phần còn lại của đại đội từ nối 1 xuống lục soát thật tỉ mỉ. TV là người duy nhất báo cáo có một xác địch bị bỏ lại, không tìm thấy vũ khí. Có lẽ địch đã kịp rút đại đơn vị đi ngay từ lần dội bom trước đây và chỉ để lại một số ít làm chốt canh phòng và số ít khác ở dưới làng để phụ tải thương mà thôi. Khúc sông Tịnh Yên vẫn êm đềm đưa nước về xuôi, cả khu làng trở về trạng thái im lắng thật thanh bình sau khi chúng tôi hoàn tất cuộc tảo thanh. Nắng hè trưa bỗng dưng dịu mát chi lạ, nếu không có chiến tranh thì Hương Quế chắc chắn là một thiên đàng hạ giới với tre làng trăm mát, ruộng vườn Trù Phú và đặc biệt là với nguồn thủy sản bất tận trong dòng sông Thu Bồn. Trên nơi này thì cảnh vật đẹp như tranh vẽ, thật xứng danh với tên gọi Tịnh Yên. Ai là người đã đặt ra cái tên vừa nên thơ vừa trầm lắng cho khúc sông lặng lờ như chẳng buồn trôi này. Cát vàng trong thật mịn, nước xanh phản chiếu màu trời làm bữa ăn đạm bạc của chúng tôi thật ngon miệng làm sao. Cứ tưởng chỉ sông Hương mới có những cồn cát vàng tươi lóng lánh, không ngờ. Hương Giang Lê Hữu Phước đốt thuốc trầm ngâm nhìn ra sông vắng, bờ cát chạy dài theo bìa làng tạo cảm giác như chúng tôi đang du lịch tại một bãi biển nhiệt đới nào đó. Ước gì có thể ngã lưng ngủ một giấc thì không còn gì hạnh phúc cho bằng. Nhưng lính không có thời giờ để mộng mơ, vì thiếu quý lợi cho lệnh trung đội 1 chúng tôi rút về vị trí cũ trên núi, hai trung đội còn lại sẽ phối hợp với trinh sát sư đoàn 3 bộ binh để giữ an ninh cho một đơn vị công binh chiến đấu và sẽ vào Hương Quế rải mìn trên đường lộ nhằm ngăn chặn chiến xa của địch. Đêm nghe tiếng động cơ rì rầm dưới núi, gọi thăm TV Nguyễn Thanh Vân cho biết là đang cùng với một đơn vị của công binh giữ an ninh cho cuộc đào đất đặt mìn. Như vậy Đức Dục có thể yên tâm, không sợ địch dùng chiến xa uy hiếp, nhưng như vậy cũng có nghĩa là sự tái chiếm Nông Sơn cũng dừng lại nơi này. Vô hình chung từ Hương Quế vào tới cao điểm 284 đã trở thành một vùng phi quân sự tạm thời của đôi bên. Có thể địch còn đang liếm vết thương sau khi bị hai tiểu đoàn 21 và 39 biệt động quân đánh cho tan tác. Cũng có thể phần lớn các đơn vị còn lại của sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt đã bị A-37 dập cho tơi tả, nên phải chịu rút lui để bảo toàn lực lượng và tái phối trí không chừng. Thứ Năm, 8 tháng 8 năm 74. Mặc dù niềm vui không trọn vẹn vì Thường Đức đã rơi vào tay địch ngày hôm qua, nhưng mấy ngày nay quả là một thời gian an bình đúng nghĩa nhất của nó tại vùng đồi núi trên rặng Dương Côi và Kỳ Vĩ. Mọi thứ đều yên lắng dưới mắt đẹp trời trong của ban ngày và bóng trăng vương muộn của ban đêm, vẫn là những sinh hoạt cố hữu của đời trận mạc. Nhưng hai ngày qua lính mới có dịp để ý tới những bụi sim đang mùa trái chín, những trái quả may mắn không bị lửa đạn vùi dập được, lính chiếu cố tận tình
và hạnh phúc nhất là được kỳ cọ thoải mái dưới dòng suối trong mát bắt nguồn từ trên kỳ vĩ đổ thẳng xuống đập khê cống. Nếu ngày nào cũng như hai hôm qua thì hành quân chẳng khác gì cắm trại có mang vũ khí. Nhưng hạnh phúc của đời lính thường qua rất vội. Chúng tôi vừa xong bữa cơm trưa thì có lệnh đổi quân. Đại quý Vương cho biết trung đoàn 54 của sư đoàn 1 bộ binh sẽ vào thay thế cho liên đoàn 12 việc động quân. Mọi thứ phải sẵn sàng trước 17 giờ. Đại quý Vương cho biết là liên đoàn sẽ thay thế nhảy dù bảo vệ quận lỵ Hiếu Đức và vùng Hà Nha, để bạn tấn binh vào Thường Đức. Bạch Hậu có miền sông Hương núi Ngự và Mũ Đỏ, từ hai năm qua thất nghiệp ngoài vùng trời giới tuyến. Đã phải vào đây phụ lực đủ thấy chiến trường tại Quảng Nam khẩn thiết đến giường nào. Cũng như lúc chúng tôi vào cuộc, việc đổi quân phải chờ trời sập tối. Vào đầu tiên thì ra sau cùng, bàn giao xong thì đã hơn 21 giờ. Khi chúng tôi xuống đến khu kỷ nghệ An Hòa thì cũng gần nửa đêm. Nhận tuyến đóng quân trong đêm đặc quánh, không một chút ánh sáng trên không hay chung quanh mình. Quá mệt để đào hầm hố nên tôi ra lệnh chung cho tất cả trung đội là nếu có đụng độ thì nằm ngay tại chỗ. Người nào đứng hay chạy thì kẻ đó là địch. Đêm màn trời chiếu đất cứ thế mà trôi đi trong im lắng tuyệt đối. Mai này ra sao cũng được, miễn đêm im tiếng súng đạn là hạnh phúc rất tuyệt vời. Giá từ đức dục, tạm biệt nông sơn, giấc ngủ mệt nhồi nhưng vẫn mang hình ảnh xóm thôn an lành trù phú, nép mình bên dòng sông tịnh yên muôn thuở hiền hòa. Tác giả Huy Văn. Xin cảm ơn các bạn.